Chào các em nhỏ. Hôm nay, chúng ta sẽ bắt đầu một cuộc phiêu lưu thú vị để khám phá về một loài động vật nhỏ bé nhưng đầy tính thách thức, đó là con bọ ngựa. Bạn có biết rằng con bọ ngựa không chỉ là một sinh vật có hình dáng độc đáo mà còn đóng vai trò quan trọng trong hệ sinh thái? Hãy cùng nhau khám phá thế giới kỳ diệu của bọ ngựa nhé! Có hàng nghìn loài bọ ngựa khác nhau trên thế giới. Mỗi loài đều có những đặc điểm và màu sắc khác nhau. Con bọ ngựa trải qua một quá trình phát triển tương tự như nhiều loài bọ khác, từ trứng, ấu trùng, cho đến bọ ngựa trưởng thành. Ấu trùng mới sinh ra từ trứng dài khoảng 4mm. Trong quá trình này, ấu trùng ăn và kiếm ăn, sau đó lột xác nhiều lần trong vài tháng cho đến khi chúng trưởng thành. Bọ ngựa có cơ thể dài với 4 chân mảnh mai. Chúng có kích thước nhỏ, thường chỉ khoảng 1-5cm, nhưng đôi khi cũng có thể lớn hơn tùy vào loài. Bọ ngựa có đầu lớn, hình tam giác, có khả năng xoay 180 độ cho phép chúng có tầm nhìn rộng mà không cần di chuyển cơ thể. Miệng có hàm dưới, cổ rất linh hoạt, hai chân trước to khỏe có gai và dài để bắt giữ mồi và phóng nhảy. Bọ ngựa săn mồi chủ yếu nhờ tầm nhìn, chúng có mắt to làm việc cùng nhau được ghép bởi nhiều tế bào thị giác giúp chúng có thể nhìn từ khoảng cách xa. Tuy nhiên, côn trùng này chỉ có một tai nằm ở dưới bụng, gần chân trước. Điều này có nghĩa là bọ ngựa không thể phân biệt được hướng âm thanh. Bọ ngựa là côn trùng ăn thịt và còn là những kẻ săn mồi đáng sợ, ăn mọi thứ có thể trong tự nhiên. Kẻ săn mồi này thường ăn côn trùng nhỏ như ruồi, muỗi, ong, bọ cánh cứng, tán. Trong môi trường thiếu thốn nguồn thức ăn, chúng ăn cả lá, cỏ, hoa, quả, thậm chí có thể ăn thịt lẫn nhau. Mặc dù nhỏ bé, nhưng bọ ngựa có những hình thức tự vệ độc đáo. Mặc dù đôi chân trước của chúng trông có vẻ dũng mãnh và đáng sợ, nhưng nó không được dùng để tự vệ. Loài côn trùng này chủ yếu tự vệ bằng cách ngụy trang, ẩn mình vào môi trường thực vật để đánh lừa kẻ thù. Chúng có thể cắn, nhưng chúng không có nọc độc. Một số bọ ngựa phản ứng với kẻ thù bằng cách đập đôi cánh của mình làm cơ thể chúng trông lớn hơn để hy vọng kẻ thù sẽ cân nhắc lại. Chúng là con mồi của các loài động vật ăn thịt lớn như ãnh ương, rắn và các loài bò sát khác. Bọ ngựa đóng một vai trò quan trọng trong hệ sinh thái bằng cách kiểm soát lượng côn trùng nhỏ. Chúng duy trì sự cân bằng tự nhiên trong môi trường xung quanh. Vậy là chúng ta đã cùng nhau tìm hiểu về con bọ ngựa. Hy vọng rằng cuộc phiêu lưu này đã mang lại cho các em những kiến thức mới và niềm yêu thích đối với thế giới tự nhiên. Hãy tiếp tục khám phá và bảo vệ những sinh linh tuyệt vời xung quanh chúng ta. Hẹn gặp lại các em ở những cuộc phiêu lưu.